Bắc Hàn lên án Liên Hiệp Quốc đe dọa thực hiện một thử nghiệm hạt nhân mới, tin từ Bình Nhưỡng. Chính quyền Bình Nhưỡng ngày hôm nay tuyên bố là không loại trừ việc tiến hành vụ thử hạt nhân lần thứ tư nhằm để đáp trả những mối đe dọa của cuộc tập trận của Nam Hàn và Hoa Kỳ, cũng như việc Liên Hiệp Quốc lên án Bắc Hàn bắn thử tên lửa tầm trung. Trong thông cáo được hãng thông tấn Bắc Hàn KCNA đưa tin, Bộ Ngoại giao Bắc Hàn đe dọa là họ có thể sẽ thực hiện một hình thức thử nghiệm hạt nhân mới nhằm để tăng cường vũ khí răn đe hạt nhân của Bình Nhưỡng. Mặt khác, thì Bình Nhưỡng cũng phản đối việc Liên Hiệp Quốc vào cuối tuần qua đã lên án Bắc Hàn bắn thử tên lửa. Theo Bình Nhưỡng, thì điều không thể chấp nhận được là Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc lên án các vụ bắn thử tên lửa mang tính phòng thủ của Bắc Hàn, nhưng lại bỏ qua các cuộc tập trận chiến tranh nguyên tử mà Hoa Kỳ tiến hành, và chính điều này đã dẫn đến phản ứng của Bình Nhưỡng. Bộ Ngoại giao Bắc Hàn cho rằng việc bắn thử tên lửa đạn đạo tầm trung Rodon trong tuần qua đã nằm trong khuôn khổ luyện tập phòng thủ trước các cuộc tập trận hỗn hợp hàng năm do Hoa Kỳ và Nam Hàn tiến hành từ hơn một tháng qua. Thậm chí, Bình Nhưỡng còn cảnh cáo là nếu Hoa Kỳ lại cho rằng những hoạt động này là một hành động khiêu khích, thì Bình Nhưỡng đã chuẩn bị cho các biện pháp khác mà kẻ thù sẽ khó tưởng tượng nổi.